chào tất cả các bà con nha. Để hướng dẫn viên du lịch của anh Dũng nhé. Hôm nay mình lên đây và gặp em gái đây. Em tên là gì nhỉ? Em là Mẩy. Mẩy nhá. Đây em gái Mẩy tên Cun là Mẩy. Nhá. Mẩy Cun. Mẩy Cun, Mẩy Cun đúng rồi. Mẩy Cun. Đấy. Ở thằng này là thằng gì nhỉ? Không biết Mẩy Cun bao nhiêu tuổi rồi? Cũng gần 30 tuổi. Gần 30 tuổi thì vẫn ít hơn anh đây. Anh đây 35 tuổi rồi. Thấp xuống em thấp xuống đấy, thế. Thế quay dọc. Thế thôi. Ngang nữa. Em thôi. Mẩy Cun. Hello. Chúng ta có thể nhìn thấy núi tràn mây đây, mây tràn núi đây. Thời tiết trên này thì nó rất là thất thường. Một lúc lại có mây. Quế không? Quế à? Vâng. Quế này lấy ở đâu đấy? Lấy cây. Cây à? Ờ, cầm lấy chú ăn một tí thôi, bẻ ra thế. Thế. Phải xin đôi à? Không phải. Không phải xin đôi. Thôi đi. Đó, lên nhà chị này đi. Chị này à? Ờ, chị mời mình lên, đi. Vừa nãy chị bảo chị tên là gì quên này. Chị là Mẩy. Mẩy, Mẩy, Mẩy Cun, Mẩy Cun, đi. Mẩy Vân à? À Mẩy Vân chứ không phải Mẩy Cun. Mẩy Cun là con. Ừ. Ê đây đây. Lên nhà bà chị đây. Cẩn thận anh ơi, đi cẩn thận nhá. Nếu mà đi nhà chị ấy thì phải vòng một đợt. Trước cổng này thì rất là đơn sơ luôn. Đây. Một chú lợn y, một con chó và những con lợn con. Nhìn rất là xinh xắn luôn. Lợn này đáng yêu. Em ơi, nhìn lợn đáng yêu không? Đây là con lợn. Đây là gọi là lợn gì? Lợn bản à? Lợn bản à? Vâng. À. Lợn người Mông. Lợn người Mông. In in in. Gà này, gà cũng rất là ngon luôn. Ôi trên đây còn nhiều trẻ con lắm. Rồi không khí nó quá là trong lành luôn, quá là thích luôn đó mọi người ạ. Nha, mấy ông con này đang chơi bi đây. Chào chú chưa? Ai chào chú chưa? Ồ, rất là thích luôn này các bạn này. Đang ở trên gần như là cao nhất của cái ngọn đồi này luôn. Đấy. Một không khí vui chơi nó quá là thân thiện với cả môi trường, quá là hòa quyện luôn. Sẽ một vé trở về tuổi thơ nhá. Đấy, chú ngồi. Đấy, một vé trở về tuổi thơ này. Chơi bi này. Ấy rồi bắn rất là siêu luôn. Các bạn nhìn thấy đoạn nhà mình này thì ăn mặc rất là kín đáo này. Trong khi các bé ở đây rất là thích nghi với môi trường nhá. Vẫn đi chân đất thôi. Đấy, một bé trở về tuổi thơ cho các bác nào mà có nhu cầu thì lên trên đây là bản Mông hay bản Dao nhỉ, em đã quên mất rồi. Bản Mông này, còn bản Dao là bên dưới kia. Bên kia là bản người Mông, còn đây là bản của người Dao nhá. Đây chúng ta đi tiếp đi. Em ơi, và mình lên tiếp đi. Lên tiếp lên trên đi. Phải nói là những cây đào này là vẫn sống chứ đúng không? Hả, cây lệ á? Lê à? Chưa có lá. Ôi tưởng cái trông như cây đào ấy nhỉ. Hết mùa rồi. Ok đi. Lên tiếp đi. Cây đào trên này này hả? Lên cây đào xem cây đào. Ôi, đây hoa gì đây cháu? Đây cây cơm cháy. Cây cơm cháy. Trên này thì mình rất hay nhìn thấy cái cây cơm cháy này. Cây cơm cháy đâu nó không có, nó chỉ có hoa thôi đúng không? Có hoa và lá và thân cây. Ờ, nhưng mà cháu là làm thuốc thôi gì? Vâng. Cái này thì chủ yếu được làm cho nó thuốc. Làm thôi. Rất tiếc là mình không có. Không có flycam để bay toàn bộ khu này nhá. Hôm nay cũng không xác định là lên thế này mà không khí lại tuyệt vời như này. Đây là cái đường lên trên trên gia đình kìa. Vâng, nếu muốn lên đường này cũng lên được. Thế à? Nhưng mà lên đường này nhiều sao? Đường lên lắm. Đường này thì mưa nó có sói mòn không mà trông mưa trơn lắm. Mưa trơn lắm à? Ok. Có nước. Ừ. Đấy, mây này. Thế mình lên đường này. Đây là cái lũ trẻ người Mông nhá. Người Mông thì nó cũng nhìn này, cũng khác luôn lũ trẻ người Dao luôn. Khác hẳn nhau luôn. Đây Dao đỏ à? Mình là Dao đỏ à? Vâng, mình là dân tộc Dao đỏ. Dân tộc Dao đỏ nhá.
đi mình đang set up bối cảnh để cho hai chị em chụp ảnh. Hãy cùng lên nhà chị Dị nhá. À gì Mẩy nhá. Mẩy nhá. Đi nhanh lên em ơi. Lên nhà Mẩy thôi. Nhớ lắm anh không ăn được ấy, bọn này cứ bảo ngon. Ngon. Rồi. Đấy các bạn thấy đâu. Ở đây mà làm con gà lướng mà ngồi thì thôi chấm hết. Nhá. Cứ làm con anh em cứ làm con gà lướng với con loa kéo đây thì chấm hết luôn các bạn ạ. Ôi chứ mà hôm nay là mình đang đi thôi. Đang đi chơi. Mình đang lên nhà chị Mẩy á. Chị bảo nhà chị là đang cao nhất bản. Và bọn mình sẽ lên đây để ngắm trọn cái view đẹp ở cái bản. Đây là anh áo bản Tà Phìn. Đúng không? Tà Phìn. Và xã này là xã gì? Xã Tà Phìn thôn. Thôn Xả Xéng, xã Tà Phìn. Thôn Xả Xéng, xã Tà Phìn nhá. Rất là đẹp luôn. Mình đang háo hức để lên trên. Anh đang quay là anh Có treo lên cái đường này nhà chị đấy không? Xe ô tô của anh ở dưới này này. Ờ xe ô tô anh cứ đi nữa vòng đằng này xuống sau. Em có lên được không? Đây, đi cái đường đất này. Thử hức thử đi xem nào. Đường hơi khó lên. Đường khó lên cái nhà này. Lên thôi. Nhưng mà nắng như này lên tốt, mưa thì không lên được đúng không? Đấy, bọn kia nó chạy rất là nhanh luôn. Ôi, em thấy hơi mỏi chân rồi đấy. Nhưng mà thôi, vì để khám phá, trải nghiệm. Hứa ơi, mày không đỡ chúng nó. Nhà luôn đây rồi. Đi đẩy vào trượt là ngã đấy. Chị bảo hôm nay lắng mới lên được cái mưa rồi, không lên được nhà chị. Sợ quá. Thế bà chị, sướng nhất bà chị. Đây, đang lên đây đó. Đấy, chúng ta hãy thế thì mưa thì không xuống à? Mưa thì trên nhà luôn à? Mưa cũng phải xuống. Thế á? Dạ. Nhưng các chị ở đây quen rồi đi tốt. Đúng rồi, các chị ở đây đi, quen tốt. À, không sao, có chị dắt đây à? Hả, mấy thằng ôn kia mày đã lên đây rồi à? Bọn này trẻ con nó đã chạy lên đây rồi. Rất là nhanh luôn. Đây là hai thằng cu con nhà của nhà chị Mẩy nhá. Ôi, có cái vườn hoa kia đẹp thế. Đấy. Ờ chỗ này quá đẹp luôn. Đây hai đứa con nhà chị đây. Em ơi. Đang. Đây hai đứa con này. Không có con gái à? Không. Hai trai. Hai trai ừ. Ô, quá đẹp luôn. Thật sự là được trả công cho cái tầm mắt của mình. Rất là đẹp. Đây là vườn nhà mình hay vườn nhà khác đây? Vườn nhà khác à? Đây là cái ruộng lúa nhá, vườn của nhà khác. Đấy. Các bạn này. Chắc cũng chỉ cần như này thôi. Đây. Hả? Đây là gọi, đây là chụp đúng một bông. Đây là cây đào. Vợ mình gọi là cây đào cô đơn nhá. Đây. Đã có đúng một bông hoa đào. Ôi rụng mất lá thôi. Sao mà kiêng? Nhưng mà sao lại kiêng? Hả? Để cái lá xanh kia là không cúng à? Ba ngày là so gì? Lễ hay là gì? À thế à? Hôm trước thì hôm nay thì ở trên này có một cái tập tục nhá, là mới đang cúng may mắn nên là 3 ngày sẽ không cho khách vào thôi, mình vẫn vào thôi. Người ra có nghĩa là không chỉ có chủ nhà mới được vào thôi. Chủ nhà thôi. Thì hôm nay mình sẽ không khám phá được nhà chị Mẩy nhá. Thì sẽ cố gắng dịp là nào lên Tà Phìn thì mình sẽ vào khám phá nhà chị sau. Rất hay nhỉ, những cái led độc đáo. Ờ là sau quay lại chứ, chắc chắn thôi. Chắc chắn là sẽ quay lại được. Không quên, không quên. Thế mày còn nhớ tên chú không? Tên là Dũng. Ừ đấy, thế làm sao quên được. Quên đấy. Chúng ta lội cứ tìm chú đúng đọc là thôn Xả Xéng nhá, đúng cổng chào thôn Xả Xéng luôn. Cháu xin đi. Rất tiếc là hôm nay mình không được vào nhà chị Mẩy để khám phá do cái phong tục ở đây là chị đang cúng 3 ngày may mắn nên là sẽ không ai được vào trừ chủ nhà thôi. Không gian nhà chị đấy thì khá là gọn gàng. Mình thì đi ra phía sau được đúng không mày? Đấy, đi ra phía sau thì vẫn đi được thoải mái. Đấy. Gỗ thì được xếp rất là ngay ngắn nhá. Gọn gàng hơn, gọn hàng hơn của cái nhà người Mông gì kia. À, người gì nhỉ? Gọi là
củi mình đốt đồ ăn, nhưng mà nhà chị nó gọn gàng hơn 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 cái nhà bên dưới kia, sạch sẽ. Nhà chị nhà đất thôi, nhưng mà cũng phải đúng rồi, phải có sạch sẽ hơn dưới kia. Kia nó hơi bẩn. Ờ rồi không sao, rồi thế thôi, thì mình thế này là được rồi. Rồi thế thôi các bạn nhá. Rồi. Ờ, cả chị nữa, chị bảy nữa. Thôi thế chào các chị các bạn đấy nhá. Các bạn cho. Rồi. Cho rồi, còn thằng nào chưa có? Còn đứa nào thằng này có chưa? Có rồi. Thôi đủ hết chưa? Ờ đưa cho em gái, cho em gái. Hai đứa nhà chị vừa cho rồi. Ờ cho em gái nhá. Bọn mình cũng không có nhiều đâu, nhưng mà cũng rất là quý mến những con người ở nơi đây, thật sự là rất là thân thiện. Và nó làm cho bọn mình có cái cảm giác là yêu cái cuộc sống này hơn. Thật sự là mình sẽ tăng thêm cái năng lượng và sống ý nghĩa hơn. Và thời gian tới nhá, chắc chắn bọn mình sẽ quay lại đây nhá. Nhá. Khi nào mà có 50 tỷ không mày quay lại đây nhá. Hưng mày có 50 tỷ quay lại đâu. Hết tiền rồi. Thôi được rồi. Thế thì nào? Quý rồi. Đâu đường nào? Bây giờ lại xuống đường này á. Ui đường này trơn hơn. Thôi bảo các chị dắt ra tay hộ đi. Ấy, các chị đi bọt bọt. Chào bà nhá. Cháu chào bà nhá. Vâng, bà bên kia bà xuống đi. Vâng, cái bà xuống đi. Các con ở nhà nhá. Ừ. Ừ, chào cháu nhá. Thế có hai thằng ở nhà thôi à? Có ba. Rồi rồi. Thế vẫy tay chào chú đi. Ờ, à, chào nhá. Các bạn thấy cuộc sống của rất gian khổ của nhà chị Mẩy nhá. Nhưng mà họ rất là yêu đời và rất là lạc quan, cũng như là có một cái sức khỏe rất là viên mãn luôn. Đấy, Facebook bà chị là Mẩy Vân nhá. Hưng đang lấy Facebook của bà chị để kết nối cho anh em. Gửi link Facebook cho. Trên này chị cũng có Facebook nhá. Facebook Mẩy Vân. Các bạn nhá. Đây là cổng của Ủy ban nhân dân xã Tả Phìn, làng văn hóa thôn Lũ Khấu nhá các bạn nhá. Lũ Khấu. Đội 10 à? Bên dưới là những cái lóc nhà của người Dao à? Thế là lóc nhà của người Dao. Đấy, đấy, đấy. Còn đây là con gà mái, con này mà làm lẩu thì trước đây có ăn lẩu không? Có ăn lẩu à? Cũng ăn lẩu thế. Có bếp từ không? Hay ăn lẩu bằng bút bếp gì? Bếp củi à? Bếp điện à? Ờ thế bếp điện là được rồi, bếp điện là bếp từ gì đấy. À, mình xin được chào tạm biệt nhá, những người dân rất là thân thiện ở thôn gì nhỉ? Thôn Xả Xéng, xã Tả Phìn nhá. Bà vẫy tay chào con đi. Rồi xin chào nhá. Và hẹn sẽ quay lại đây một ngày gần nhất nhá. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người nhá.